Nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, sáng ngày 10 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học tại trường Mầm non Hoa Mai. Dự hội thảo có đồng chí Bùi Thúy Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo phòng y tế, trung tâm y tế huyện, phòng kinh tế hạ tầng huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, công ty sữa an sinh, hợp tác xã chất lượng cao hoa phong và một số doanh nghiệp cung ứng nước uống trên địa bàn huyện. Hội thảo đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến và giải pháp đưa ra, đặc biệt có một số tư vấn của đơn vị cung ứng thực phẩm đảm bảo nguồn hàng rõ nguồn gốc, đảm bảo độ an toàn và có sự thống nhất chung về giá cả, hội thảo đã giúp các trường có cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về việc chọn thực phẩm sạch an toàn vệ sinh và có bếp ăn đảm bảo sức khỏe cho học sinh hội thảo còn có diễn đàn để các trường và các doanh nghiệp công ty giao lưu tìm hiểu nghiên cứu tiếp cận và lựa chọn nguồn thực phẩm phù hợp an toàn chọn đơn vị cung ứng thực phẩm có uy tín chất lượng giá cả hợp lý phù hợp với điều kiện của nhà trường tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm của các công ty góp phần phát triển doanh nghiệp